Chào mừng các bạn đến với tập thứ 8 trong series Đi làm cùng côi của Honto TV. Đây là một series cung cấp kiến thức và kinh nghiệm tìm việc cho những bạn đang ở Nhật và những bạn đang ở Việt Nam nhưng có ý định làm việc tại Nhật Bản. Trong phần trước, mình đã giới thiệu đến mọi người một số mẫu template dành cho các bạn sinh viên sắp sửa tốt nghiệp. Nói sơ qua về cách viết didekiso và một số lưu ý khi viết nó. Ngày hôm nay, hãy cùng mình tìm hiểu sâu hơn về một nội dung rất là quan trọng, shibodoki hay còn gọi là động cơ ứng tuyển nhé. Cho mình hỏi nhỏ một tí là các bạn đã biết shibodoki cụ thể là cái gì chưa? Thật ra lúc đầu mình cũng không hề biết shibodoki là muốn mình viết cái gì vào đấy, nên CV đầu tiên của mình cũng khá là dở hơi. Nhưng mọi người ngó thử xem cái điều tra này của Doda để coi shibodoki là gì mà nó ghê gớm như thế nào nhá. Theo như khảo sát này, nhà tuyển dụng khi xem sơ yếu lý lịch sẽ để ý nhiều nhất đến kinh nghiệm làm việc của ứng viên. Mà dĩ nhiên, với các bạn mới ra trường thì làm gì có kinh nghiệm, nên họ sẽ để ý rất kỹ đến shibodoki, shibodiyu. Đến đây thì bạn đã hình dung được nội dung này quan trọng như thế nào rồi đúng không? Chắc chắn chúng ta sẽ cần phải viết nó thật là chỉn chu. Vậy thì quay lại câu hỏi lúc đầu, shibodoki là gì? Hiểu đơn giản, đây là lý do thôi thúc bạn ứng tuyển vào công ty này. Công ty sẽ muốn biết động cơ nào để bạn mong muốn làm việc lâu dài và cùng họ tạo ra những giá trị cho khách hàng, hoặc muốn tìm hiểu xem bạn đã nghiên cứu những gì về công ty, bạn hiểu công ty này đến mức độ như thế nào. Câu hỏi này chắc chắn bạn sẽ trả lời khi đi ứng tuyển vào một vị trí nào đó đúng không? Vậy thì làm sao để trả lời bây giờ? Trước hết, chúng ta hãy thử đặt mình ở vị trí của doanh nghiệp để tìm hiểu xem họ cần gì ở ứng viên đã nhé. Một doanh nghiệp tất nhiên sẽ trông chờ ở nhân sự của mình nhiều kỹ năng và phẩm chất, nhưng có thể tóm lại như sau. 1. Họ muốn chọn một nhân sự phù hợp với công ty đó. 2. Họ muốn tìm một nhân sự có thể phát huy được năng lực cá nhân trong một thời gian dài. Tóm lại, doanh nghiệp sẽ cần một nhân sự phù hợp và gắn bó lâu dài, đem về nhiều lợi nhuận cho công ty. Nếu nói như thế, chúng ta viết shibodoki nên cần điều tra doanh nghiệp rồi dựa theo những gì mà công ty đấy yêu cầu, mình viết theo là ổn rồi có đúng không? Câu trả lời là không. Vì giả sử chúng ta cứ thấy công ty đấy cần gì, muốn nhân sự như thế nào là chúng ta lại trả lời cho vừa lòng họ, mà bất chấp việc đó không phải là động cơ chính của chúng ta, thì sau này khi chúng ta vào làm việc cùng với họ mà gặp phải những vấn đề, phía doanh nghiệp thấy chúng ta thể hiện ra khác với những gì mà đã viết trên CV và họ sẽ cho rằng chúng ta nói dối thì biết làm sao. Hay nói cách khác, khi viết lý do ứng tuyển nên đặt chính bản thân là vị trí trung tâm cần phải làm rõ. Bản thân mình muốn làm việc gì, ở môi trường như thế nào, bản thân có nguyện vọng gì về công việc. Những động cơ xuất phát từ bản thân có thể sẽ khó tìm được doanh nghiệp phù hợp, nhưng một khi đã tìm được rồi thì độ phù hợp giữa hai bên sẽ rõ ràng cao hơn, xác suất bạn chọn công ty sai vào làm gặp những cái vấn đề cũng sẽ ít đi rất là nhiều. Mình có một số lời khuyên khi xác định nội dung cho shibodoki để các bạn có thể tham khảo như sau. 1. Lý do ứng tuyển và điểm hấp dẫn của công ty cần phải có sự liên kết với nhau. Khá nhiều bạn khi viết shibodoki là vì cảm thấy sản phẩm, văn hóa của doanh nghiệp, chế độ đãi ngộ của công ty rất là hấp dẫn và lấy những cái thông tin này làm nội dung chính. Nhưng nếu như bạn thấy những thông tin này hấp dẫn với bạn thì chắc chắn nhiều người khác cũng sẽ nghĩ là như thế. Vì vậy, lấy nó là lý do ứng tuyển thì sẽ không đủ. Hãy tìm một cái sự liên kết giữa lý do từ phía bạn muốn ứng tuyển vào công ty và những cái điểm hấp dẫn mà công ty đấy có rồi hãng triển khai nó ra nha. 2. Hãy thể hiện ra phiên bản đích thực của bạn. Như mình có nói ở phần đầu, khi viết shibodoki cần xuất phát từ bản thân. Tại sao bạn lại muốn ứng tuyển vào công ty này? Tại sao bạn lại thấy công ty này và bạn phù hợp? Việc nói lên quan điểm cá nhân hoặc tính cách của bản thân hay đơn giản là dựa vào một số trải nghiệm ở trong quá khứ là một cách để thể hiện được phiên bản đích thực ở chỗ này. Dưới đây là một phần shibodoki khá là tốt khi thể hiện được hai tiêu chí mà mình đã nêu ở trên. 中小企業向けにウェブサービスを提供している本社では、個人または少人数のチームで営業を担当されると知り、関心を持ちました。私は大きな裁量を持てる仕事をポジションに就きたく、自分の提供価値が明確な環境で働きたいと考え、本社を志望しております。ば、はい、cố gắng thể hiện năng lực hoặc thành tích đã có。Bạn có thể nói một cách khéo léo thông tin này bằng một số mẫu câu ví dụ như là 私は達成志向が高く、自分で裁量を持って進められた仕事は全て目標を達成できました。大きな裁量を与えてくれる御社なら、
業績に貢献できると思います。4. Hãy để ý đến độ dài của CV đôi khi. Nhà tuyển dụng thường không có nhiều thời gian để đọc CV của từng người một nên bạn không nên viết quá dài. Theo một tài liệu mình từng đọc qua thì độ dài phần CV đôi khi không nên quá 7 dòng và như mình đã lưu ý trong buổi trước nên thuộc đầu dòng chia đoạn để tạo cảm giác dễ đọc. Trên đây là 4 lưu ý nên áp dụng khi viết CV đôi khi, còn bây giờ là 3 điều không nên làm khi viết nội dung này. 1. Thể hiện rằng mình đồng cảm với triết lý kinh doanh hay là sứ mệnh của công ty. Điều này nghe có vẻ sai sai. Tại vì sao lại nói là onsa no keerine ni kyokan shimashita lại không được? Thật ra không phải là không được mà là không nên. Bởi vì nếu bạn diễn giải cái nội dung này không khéo léo thì sẽ làm nhà tuyển dụng cảm thấy bạn hời hợt, không đáng tin. Thử lấy một cái ví dụ. Trong CV bạn nói là bạn đồng cảm với triết lý của công ty, nhưng đến hôm phỏng vấn nhà tuyển dụng hỏi là tại sao bạn lại thấy triết lý đó thú vị mà bạn lại không trả lời được, thì không phải là bạn sẽ gây ra một cái ấn tượng rất là xấu đúng không? 2. Nói rằng sản phẩm hay dịch vụ của công ty dùng rất tốt. Việc nói những câu đại loại như là onsa no service wa tsukai kate ga yokute cũng là một câu rất là hay gặp với các bạn đăng ký vào công ty theo hướng B2C. Một lần nữa, đây không phải là những thông tin sai, nhưng nếu như bạn cứ nói là sản phẩm tốt hay là sử dụng rất là tiện thì bạn vẫn đang đặt mình ở vị trí của người tiêu dùng, không phải là một người sẽ làm ra các sản phẩm đấy. Vì thế, lời khuyên ở đây đấy là nếu như bạn đã chọn thể hiện theo cách này thì hãy diễn giải cụ thể tại sao nó lại tốt và với vị trí của một nhân sự cho công ty, bạn sẽ thúc đẩy được chất lượng của sản phẩm đấy đi lên theo hướng như thế nào. 3. Ngừng nói những câu ví dụ như nếu cho tôi được học, tôi sẽ cố gắng hết mình. Nhiều bạn có suy nghĩ nếu như mình nói những câu ví dụ như là chance ga tara manabasete itadakereba sẽ có một cái suy nghĩ là bản thân đang thể hiện cái sự khiêm tốn. Đồng ý các công ty sẽ training bạn khi bạn mới vào làm, nhưng công ty không phải trường học. Việc các bạn đòi học có lương cho dù nắm cách khiêm nhường đi nữa thì nhiều khả năng sẽ đem lại sự khó chịu cho nhà tuyển dụng. Vừa rồi là một số điều nên và không nên khi viết CV đôi khi. Mình sẽ gửi cho các bạn một số bài CV đôi khi tốt trong phần bình luận của video này để các bạn tham khảo. Vì thế, không chỉ xem video này mà các bạn hãy còn để ý cả phần bình luận nữa nhé. Ngày hôm nay, chúng ta đã nói khá nhiều về CV đôi khi. Thực ra vẫn còn rất nhiều điều nữa mình có thể chia sẻ về nội dung này, nhưng mà nếu các bạn muốn biết thì hãy liên hệ đến Khôi và Honto TV nha. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Đừng quên đăng ký kênh YouTube Honto TV, bấm nút chuông để nhận thông báo ra video mới. Chúc các bạn tìm việc suôn sẻ.